cách biểu thị ký hiệu thạch như sau. Tay phải chụm, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt chạm các đầu ngón tay vào miệng, đồng thời miệng chúm lại. Các em hãy cùng quan sát bức tranh này. Bây giờ chúng ta cùng giao tiếp theo mẫu câu. Em thích ăn gì nhá? À, bạn thích ăn bánh này. Bạn thích ăn kem nữa này. Bạn thích ăn nho nữa đấy. Còn bạn thích ăn gì nhỉ? À, bạn thích ăn kẹo này. Bạn thích ăn kem nữa này. À, bạn thích ăn sữa chua nữa. Bây giờ các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp với hai bạn nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời nhé. Bạn thích ăn gì? Bạn thích ăn gì nhỉ? À, bạn thích ăn bánh này. Bạn thích ăn kem này. Bạn thích ăn nho nữa đấy. Và cả kẹo nữa. Bây giờ hai bạn cùng đổi vai nhé. Thế còn bạn thích ăn gì nhỉ? Bạn thích ăn gì nào? À, bạn thích ăn bánh này. À, bạn thích ăn táo nữa đấy. Bạn thích ăn cả kẹo nữa. À, bạn thích ăn kem nữa đấy. Các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp và ôn lại các ký hiệu cùng với hai bạn nhé. Bạn thích ăn gì nhỉ? Bạn thích ăn gì? À, bạn thích ăn kẹo này. Bạn thích ăn kem nữa. Và cả táo nữa đấy. Cả sữa chua nữa. Bây giờ hai bạn cùng đổi vai nhé. Còn bạn thích ăn gì? Bạn thích ăn gì nhỉ? À, bạn thích ăn kem này. Bạn thích ăn kẹo nữa. À, cả xoài nữa này. Và cả táo nữa đấy. Chúng ta cùng chuyển sang mẫu câu giao tiếp khác nhé. Thế còn các em còn thích uống gì? À, bạn thích uống trà này. À, bạn thích uống sinh tố nữa. À, và cả nước hoa quả nữa đấy. À, còn bạn này thì thích uống nước ngọt này. Ồ, bạn thích uống cà phê nữa này. Và cả trà nữa. Bây giờ các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp với hai bạn nhé. Bạn thích uống gì nhỉ? Bạn thích uống gì? Bạn thích uống nước ngọt này. À, bạn thích uống cà phê nữa. Và cả trà nữa đấy. Bây giờ hai bạn cùng đổi vai nhé. Còn bạn thích uống gì? Bạn thích uống gì nhỉ? À, bạn ấy cũng thích uống nước ngọt đấy. À, bạn thích uống sinh tố nữa. Và cả trà nữa. Các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp và ôn lại các ký hiệu đã học với hai bạn nữa nhé. Bạn thích uống gì nhỉ? Bạn thích uống gì? À, bạn ấy thích uống nước ngọt này. Bạn thích uống trà nữa. À, và cả cà phê nữa đấy.
Bây giờ hai bạn cùng đổi vai nhá. Còn bạn thích uống gì? Bạn thích uống gì nhỉ? À, bạn ấy cũng thích uống nước ngọt này. Bạn thích uống nước hoa quả nữa. Và cả cà phê nữa. Rồi, các em thực hành mẫu câu rất là tốt. Trong phần tiếp theo của bài học, chúng ta sẽ áp dụng một số ngôn ngữ ký hiệu đã được học trong chủ đề bản thân để thực hành các tình huống giao tiếp sau đây. Cách biểu thị ký hiệu yêu như sau. Hai tay nắm, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt chéo nhau trước ngực, rồi di chuyển vào sát ngực, đầu hơi nghiêng và cúi xuống. Cách biểu thị ký hiệu ghét như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ D, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt trước ngực bên phải, di chuyển tay về phía trước. Cách biểu thị ký hiệu tình cảm như sau. Tay phải xòe, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt ngón giữa vào trán. Sau đó, di chuyển tay đặt sát vào giữa ngực. Cách biểu thị ký hiệu nói dối như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ R, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đầu ngón tay hướng sang trái, đặt trước miệng, di chuyển tay sang trái. Cách biểu thị ký hiệu thật thà như sau. Tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ R, lòng bàn tay hướng sang trái, đầu ngón trỏ hướng lên trên, đặt trước miệng. Di chuyển tay lên phía trước, đồng thời xoay cổ tay để đầu ngón trỏ hướng về phía trước. Cách biểu thị ký hiệu tranh giành như sau. Hai tay khum, lòng bàn tay hướng vào nhau, đặt trước hai bên ngực, di chuyển hai tay vào giữa ngực. Sau đó, di chuyển cổ tay, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đồng thời tay nắm lại. Di chuyển cả hai tay sang trái, rồi sang phải, hơi nghiêng người theo tay. Cách biểu thị ký hiệu nhường nhịn như sau. Động tác 1, tay trái khép, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt ngang ngực. Động tác 2, tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt trên tay trái, di chuyển tay phải theo đường vòng cung vào trong. Cách biểu thị ký hiệu ngoan như sau. Tay phải khép, lòng bàn tay hướng sang trái, đầu các ngón tay hướng lên trên, đặt tay phải áp vào má phải. Sau đó, di chuyển tay xuống dưới. Cách biểu thị ký hiệu hư như sau. Động tác 1, tay trái khum, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt trước ngực. Động tác 2, tay phải để giống mũ của chữ cái ngón tay, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt tay phải lên mu bàn tay trái 2 lần. Bây giờ thì các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp bạn ấy là người như thế nào qua các trích đoạn nhé. Tình huống đầu tiên xảy ra là bạn Tâm bị rơi tiền. Bạn Tâm loay hoay tìm, bạn Hà nhìn thấy đã giúp bạn Tâm nhận lại đấy. À, được bạn Hà giúp thì bạn Tâm đã cảm ơn đấy. Quan sát tình huống vừa rồi thì các em thấy bạn Hà là người như thế nào?
À, bạn Hà là người biết giúp đỡ bạn khác này. À, bạn Hà còn là người thật thà nữa. À, đúng rồi đấy. Còn gì nữa nhỉ? À, bạn Hà thật thà, đúng rồi. Bạn Hà biết giúp đỡ bạn khác này. Bây giờ các em cùng thực hành mẫu câu bạn ấy là người như thế nào thông qua tình huống vừa rồi nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời. Theo bạn thì bạn Hà là người như thế nào? Bạn Hà là người như thế nào nhỉ? Bạn Hà biết giúp bạn khác này. Bạn Hà thật thà này. Bây giờ hai bạn cùng đổi vai nhé. Thế còn theo bạn thì bạn Hà là người như thế nào nhỉ? À, bạn Hà là người tốt này. Bạn Hà thật thà này. Đúng rồi đấy. Các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp với hai bạn khác nữa nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời. Thế trong tình huống vừa rồi thì bạn Tâm là người như thế nào nhỉ? Theo bạn thì bạn Tâm là người như thế nào? À, bạn Tâm vui. À, bạn Tâm biết nói lời cảm ơn khi được bạn Hà giúp đỡ đấy. Bây giờ hai bạn cùng đổi vai nhé. Thế theo bạn thì bạn Hà trong tình huống vừa rồi là người như thế nào? Bạn Hà là người như thế nào nhỉ? À, bạn Hà biết giúp đỡ bạn khác này. Bạn Hà là người thật thà nữa. Bây giờ các em cùng thực hành mẫu câu bạn ấy là người như thế nào thông qua tình huống 2 nữa nhé. Các em cùng xem tình huống xảy ra ở nhà giữa hai chị em Trang và Thảo nhé. À, mẹ mua đồ cho hai chị em đấy. Mẹ mua cho chị cái bờm rất là đẹp. Ồ, nhưng mà em lại thích này. Mà em nói là của em. Sau đó thì hai chị em tranh giành với nhau. Nhưng mà thấy em thích quá, chị nhường cho em đấy. À, còn một cái cặp tóc đẹp nữa. À, thì em lại nhường cho chị luôn. Chị còn giúp em đeo bờm. Cái bờm rất là xinh này. À, quan sát tình huống vừa rồi, các em thấy chị là người như thế nào nhỉ? À, chị là người rất tình cảm này. Chị là người rất tình cảm. À, chị còn biết nhường nhịn em nữa. Chị đã biết nhường nhịn em đồ chơi nữa đấy. À, đúng rồi. Thế các em thấy em là người như thế nào nhỉ? Em hư. Trong tình huống vừa rồi em hư này. À, em còn tranh giành đồ của chị nữa. Em hư vì tranh giành đồ của chị nữa đấy. Bây giờ các em cùng thực hành tiếp mẫu câu bạn ấy là người như thế nào thông qua tình huống vừa rồi nhé. Theo bạn thì người chị trong tình huống vừa rồi là người như thế nào? Người chị là người như thế nào nhỉ? À, chị yêu thương em này. Trong tình huống vừa rồi chị là người yêu thương em. Chị rất tình cảm. À, chị còn biết nhường nhịn em nữa đấy. Hai bạn sẽ cùng đổi vai nhé. Thế theo bạn, người em trong tình huống vừa rồi là người như thế nào nhỉ? Người em là người như thế nào? À, người em tranh giành đồ của chị này. Em tranh giành đồ của chị đấy. À, như thế là em hư. Người em như thế là hư đấy. Em tranh giành đồ của chị là không ngoan rồi. Các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp với hai bạn khác nữa nhé. Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời. Theo bạn, người chị trong tình huống vừa rồi là người như thế nào? Người chị là người như thế nào nhỉ?
Người chị trong tình huống rồi ngoan nè, biết nhường nhịn em nè. Hai bạn sẽ cùng đổi vai nhé. Thế theo bạn, người em trong tình huống rồi là người như thế nào nhỉ? Người em là người như thế nào? À, em tranh giành đồ của chị này. Trong tình huống vừa rồi người em tranh giành đồ của chị đấy. Như thế là không ngoan. Hư đấy. Người em tranh giành đồ của chị là hư đấy. Các em đã thực hành rất tốt. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ áp dụng một số ngôn ngữ ký hiệu đã được học trong chủ đề bản thân để thực hành các mẫu câu giao tiếp sau đây. Cách biểu thị ký hiệu tự lập như sau. Tay phải để trên cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt giữa ngực. Sau đó di chuyển tay ra phía trước. Cách biểu thị ký hiệu chăm sóc như sau. Tay phải để trên cái ngón tay theo hình chữ V, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt đầu hai ngón tay vào giữa hai mắt, di chuyển tay về phía trước, đồng thời xoay cổ tay sang phải, lòng bàn tay hướng xuống dưới. Cách biểu thị ký hiệu giúp đỡ như sau. Động tác 1, tay trái khép, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt trước ngực. Động tác 2, các ngón tay phải nắm, ngón cái chõe ra, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt vào lòng bàn tay trái, di chuyển cả hai tay về phía trước. Cách biểu thị ký hiệu lễ phép như sau. Động tác 1, tay trái duỗi, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt ngang ngực. Động tác 2, tay phải duỗi, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt khuỷu tay phải lên mu bàn tay trái, di chuyển cánh tay phải chồng lên cánh tay trái, đồng thời đầu hơi cúi xuống. Cách biểu thị ký hiệu vâng lời như sau. Tay phải duỗi, lòng bàn tay hướng sang trái, các ngón tay hướng lên trên, đặt các ngón tay sát tay phải. Tay trái duỗi, lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay đặt vào cẳng tay phải, di chuyển đồng thời hai tay về bên phải. Cách biểu thị ký hiệu thoải mái như sau. Động tác 1, hai tay để chữ cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt ngón trỏ vào hai bên thái dương. Động tác 2, hai tay xòe, lòng bàn tay hướng ra ngoài, đặt ngang mặt, xoay đồng thời hai bàn tay theo hình tròn, lòng bàn tay hướng vào trong. Cách biểu thị ký hiệu tự tin như sau. Động tác 1, tay phải để chữ cái ngón tay theo hình chữ G, lòng bàn tay hướng sang trái, đặt giữa ngực, di chuyển tay lên trên. Động tác 2, tay phải để dấu mũ, lòng bàn tay hướng xuống dưới, đặt trước ngực, di chuyển tay về phía trước. Bây giờ chúng ta cùng thực hành mẫu câu tiếp theo nhé. Ở nhà em giúp bố mẹ làm gì? Ở nhà bạn ấy giúp bố mẹ rửa bát này. Bạn còn giúp bố mẹ lau nhà nữa. Bạn giúp bố mẹ quét nhà nữa này. Ở nhà em giúp bố mẹ làm gì? Bạn trai này ở nhà giúp bố mẹ quét nhà này. À, bạn ấy còn giúp bố mẹ vứt rác này, rửa bát nữa. Thế các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp. Ở nhà bạn giúp bố mẹ làm gì với hai bạn nữa nhé? Một bạn sẽ hỏi và một bạn sẽ trả lời.
Ở nhà bạn giúp bố mẹ làm gì? Ở nhà bạn đến giúp bố mẹ quét nhà này, lau nhà nữa. À, bạn còn giúp bố mẹ rửa bát nữa đấy. Hai bạn sẽ cùng đổi vai nhé. Các em cùng thực hành mẫu câu giao tiếp. Ở nhà bạn giúp bố mẹ làm gì? Ở nhà bạn giúp bố mẹ làm những việc gì? Ở nhà bạn đến giúp bố mẹ quét nhà này. Bạn giúp bố mẹ lau nhà nữa. Và phơi quần áo này, giặt quần áo nữa. Và cả rửa bát nữa đấy. Các em đã thực hành rất tốt. Các em tiếp tục thực hành mẫu câu giao tiếp với hai bạn khác nữa nhé. Các em cùng chú ý quan sát để đặt câu hỏi. Ở nhà bạn giúp bố mẹ làm những việc gì nhỉ? Ở nhà bạn giúp bố mẹ làm những việc gì? Ở nhà bạn đi giúp bố mẹ quét nhà này. Bạn còn giúp bố mẹ phơi quần áo nữa. Bạn còn giúp bố mẹ lau nhà nữa đấy. Hai bạn sẽ cùng đổi vai nhé. Còn bạn ở nhà thì giúp bố mẹ làm những việc gì? Ở nhà bạn ấy giúp bố mẹ lau nhà đấy, quét nhà, rửa bát, phơi quần áo nữa đấy. Hôm nay các em đã thực hành mẫu câu giao tiếp rất là tốt rồi. Bài học của chúng ta đến đây tạm dừng rồi. Chào tạm biệt tất cả các em. Chương trình dạy ngôn ngữ ký hiệu trên truyền hình đến đây xin được tạm dừng. Chương trình được thực hiện với sự phối hợp của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Hội người khuyết tật thành phố Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.